Hello anh. Em đang giữa trưa rồi không ngủ lại leo cây làm cái gì? Em làm thế trứng lại rụng hết, cá ăn hết bây giờ. À, ý anh không phải thế, ý anh là trứng cá ấy, quả trứng cá rụng hết đấy. À, tại em mới chuyển đến lạ nhà quá không ngủ được nên là ra đây chơi. Mà anh cũng chưa ngủ à? Anh thì anh ngủ rồi, nhưng mà anh đang mơ một giấc mơ rất là đẹp, đang hôn một cô gái. Thế mà bị cô hàng xóm xinh đẹp ra rung trứng cá nên là làm anh mất ngủ đấy. Kiểu này ấy, em phải đền bù cho anh đi. Đền bù? Đền bù cái gì cơ ạ? Đền bù có nhiều cái đền bù mà. Mà sao em lên trứng cá lại làm gì đấy? Đây là trứng cá ấy. Cá mà ăn hả anh? Cá mà xuất được, cá để đấy là này. Ăn được mà. Đấy chưa? Chào chào quay không chứ? Đi ra đây. Mày làm cái trò gì đấy? Mày đi ra đây tao nhờ tí. Thì có chuyện gì mày nói luôn đi. Chuyện tí nhỉ, không nói đây được. Nhưng mà tao đang nói chuyện với em Hảo mà. Thôi thôi mày ra trước đi, đợi tao một tí, để tao chào mày một câu. Thôi kệ, nhanh nhá. Thế thôi á, anh đang chuyện với bạn. Đang là tình yêu định báo và tư vấn. Nhá, em nhớ đừng có dùng trứng đấy. À, trứng cá. Có chuyện gì thì mày nói đi. Mà hình như có vẻ nghiêm trọng phết nhỉ? Thì rất là nghiêm trọng đấy. Chuyện này nó liên quan đến tương lai của tao. Tương lai? Ừ. Không những thế nó còn liên quan đến tính mạng của tao này. Ô, tính mạng? Thế thì nói quách đi cho xong đi. Dũng gay rồi. Dũng gay rồi á? Nó bị ốm hay nó bị học lại hay là bị thế nào? Ừ. Ý tao nó không phải gay kiểu đấy. Ý tao là nó gay giống thằng Tuấn Ái đấy. Ê, không phải đâu. Mày nó chuẩn men lắm mà, nó yêu em tiên điên cuồng thế còn gì nữa. Không biết đâu, lúc này nó định hôn tao đấy. Ý mày là cười cái gì? Mà
lại làm sao đây? Thế bây giờ cười không cho cười, thôi im lặng thì mày cũng thôi im lặng. Nhưng bây giờ mày muốn tao làm thế nào? Mày nghĩ cách gì đấy giúp tao đi. Chứ không bây giờ tao có phi xuống cái ao này cũng không còn được hết đâu. Mà theo sự nghiên cứu của tao ấy, thì có thể thằng Dũng nó gay thật ấy. Tại vì sao? Theo cái chuyên đề mà tao nghiên cứu về thằng đàn ông thất tình ấy, thì trong giai đoạn này ấy, là nó rất là thiếu tốn tình cảm. Vì thế cần tình cảm bù đắp lại, đúng không? Mà bây giờ ấy, con gái này nó quen ít, nên là có xu hướng là nó sẽ tìm đến tình cảm của thằng bạn cùng phòng. Mà trong ba anh em mình thì mày là thằng đẹp trai chuẩn men nhất, còn gì nữa. Thì còn gì thế này, mặt thì nam tính thế này mà còn để dâu thế này nữa. Con gái nó còn thích nói gì đến. Bây giờ là mày nghĩ cách gì giúp tao đi. Nó lung tinh quá. Có cách gì không? Một chầu cà phê. Sao mày nói thế? Anh em mình bạn bè rất là chính. Lúc mày hoàn nạn thì tao giúp mày chứ còn giúp ai nữa. Thôi rồi, để tao giúp mày. Ừ. Điều đầu tiên ấy là mày cạo râu đi. Cạo râu. Ừ, thế điều tiếp theo. Điều tiếp theo à? Đi uống cà phê cái đã. Thế mà vừa kêu bạn bè giúp nhau là chính. Đang bí khóa, bây giờ uống cà phê thông não. Mày hiểu không? Thôi xuống kìa. Nó đang làm cái gì ấy nhỉ? Nó mang bản vẽ ra vẽ à? Chắc là vẽ ai rồi hay vẽ phong cảnh nhỉ? Thôi rồi, kệ nó đi. Anh em mình đi uống cà phê với nhỉ? Ôi, uống cà phê chứ mấy mà. Đi. Đông ạ. Đến 96.9% ấy là tin thằng Dũng nó thích mày rồi đấy. Thì nó nói ngay từ đầu là mày có tin đâu. Thì mày nói thế thì ai mà tin được. Nhưng mà vừa rồi tao nhìn thấy cử chỉ âu yếm của nó với mày. Thì nó khen mày đáng chuẩn nữa đấy. Thì đích thị nó thích mày rồi đấy. Tao nghi nó đang vẽ mày đấy. Sướng nhá. Sướng cái gì mà sướng. Nghe cái chú tao đi. Ừ thì được rồi. Nhưng bây giờ phải ra xem nó vẽ cái gì. Đi. Xem nó vẽ cái gì. Ê Dũng. Gì? Tao xem với, đang vẽ gì đây? Đang vẽ chân dung. 5 phút nữa mới xong. Vẽ chân dung, vẽ mày đấy. Thằng này chuyên nghiệp này chắc là vẽ đẹp lắm đấy. Vẽ sau của mày treo tường đấy. Sướng nhá, bạn chủ cổng. Xong chưa? Dũng ơi. Mày đi gì rồi, xong. Chuẩn bị nào, mình xem rồi. Đây có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật mà tao rất tâm đắc. Vì vậy chúng mày nên tự hào khi là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó. Cho xem thì cho xem đi. Nói chung là nói dài dòng vãi trưởng ra ấy. Chúng mày nên tìm một bờ tường mà dựa vào đi. Không đẹp quá đập mặt xuống đất thì chết đấy. Ta-dan. <Ta-da-n. cười>
cơ mà. Tao nói gì đấy. Mà mày vẽ hàng đông sao lại tóc dài kìa. Đông nào? Tao vẽ tiền mà. Tiền. Cứ gối mãi bằng sách thế này thì đau cổ lắm. Mà còn mấy ngày nữa mới có tiền mà mua gối mới. Kiểu này phải lừa đông đục mới được. À, hôm nay tao được 9,5 chiết đấy. Kinh không? Cao nhất lớp tín chỉ luôn. Sao tự nhiên mày lại cao thế? Tao thấy bình thường mấy cái môn học thuộc đấy mày có bao giờ học cái gì đâu. Với lại tuần vừa rồi anh em mình lại còn chuyện phòng trọ. Đúng là thời gian đâu mà học. Ừ đúng thế, tao chẳng ôn môn này luôn ấy. Tao tính là lên lớp là nhìn bài thằng học giỏi nhất lớp tao ấy. Với lại là chuẩn bị phao để nhìn bài. Cuối cùng đọc đề xong phát là nhìn thấy là đáp án ra luôn. Tự nhiên kiến thức bao đầu nó chui ra hết luôn. Chắc là do bổ sách. Cái gì? Bổ sách á? Ừ, bổ sách này là ông bà tao để lại cho tao ấy. Mấy hôm nay ấy, bọn mày bắt tao gối bằng sách ấy. Nên tao bỏ bùa vào cuốn sách triết học. Nên tao gối, tự nhiên kiến thức nó chui hết vào đầu. Chém gió. Tao là tao không bao giờ tin có cái chuyện tự nhiên kiến thức nó đâu nó chui hết vào đầu. Lúc đầu tao giống mày ấy, tao chẳng tin được. Làm sao có chuyện kiến thức chui hết vào đầu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mày phải hiểu, tao là một thằng mà không ôn gì môn chết cả. Lên lớp cũng có nghe giảng đâu, mày gọi phát tao đi chơi luôn đúng không? Thế tại sao một cái bài chết lên thế tao lại làm được bài mà lại cao điểm nhất lớp? Có khi lại thế thật. Thế mày tao thi cái môn đường lối cách mạng ấy. Có khi mày cho tao mượn cái bộ sách đấy tí nhỉ? Không được. Mày lấy sách gối thì bây giờ tao gối bằng cái gì? Thì mày gối bằng gối mà tao với thằng Dũng đang gối ấy. Nhưng mà gối sách đau cổ lắm đấy. Không sao, tao chịu được, đau tí có gì đâu, quan trọng là mang thi tốt. Thôi rồi, mày năn nỉ tao đấy nhá. Ừ. Nhưng mà phải bắt tay vào một cái đã. Bắt tay. Không chiều mày lại ấy thì sao? Đổi ý tao chết. Không bao giờ làm mấy cái trò trẻ con đấy nghe chưa? Bắt tay thì bắt tay có gì. Ê, Linh! Có chuyện gì thế? Sao này mày làm cái gì mà cái lủi thủi như là xe ủi đi vậy? Tao chơi Pokemon đấy mà. Mày có biết là mày va vào tao bao nhiêu lần rồi không? Đấy, đau nhức hết cả người này. Thế á? Tao xin lỗi nhá. Xin lỗi. Xin lỗi mày được à? Buồn cười nhỉ? Vào quán kia tao mở Sting nhá. Thật á? Thật, người với thằng bạn thân chai nước. Tôi đây, anh kia rồi. Đấy, như này á, mày còn lâu mới muốn được cửa đao. Hay thế. Uống nước đi này. Mày ơi. Tao rót cho này. Uống nước này, tao rót. Uống đi, uống đi. Mày thằng làm gì thế? Uống đi, hai đứa làm gì uống nước đi. Tao rót cho mày rồi đấy. Đây. Uống đi. Ôi, sự tình hôm nay ngon nhỉ. Mày uống có thấy cái vị nào đấy không? Tao thấy cái quán này là sự tình nó hay cho thêm cái gì đấy ngon lắm. Không biết thì tao chưa bắt được đâu. Thế thế hôm nay lại cơm với trứng hấp à? Đâu, hôm nay không có trứng hấp, hôm nay có món mới. Món mới à? Ờ, ngon ngon, thêm món gì thế? Hôm nay là có món này người ta gọi đấy là salad trứng. Ơ, ngon. Cái gì? Salad trứng. Nghe tây hết nhỉ? Thế món đấy là như nào? Đó, món đấy á, thì nó gồm công thức gồm 2 quả trứng. Mình luộc cách thủy lên. Món đấy gồm 2 quả trứng. Sau đấy mình luộc với nước trong vòng
9 phút. Đúng 9 phút à? Lấy ra, đập bóc ra bỏ bát. Đây, đây rồi. Và thêm một ít nước mắm nữa. Món này ở bên Tây người ta gọi là salad trứng đấy. Con ăn thử nhá. Cái món trứng luộc rồi đổ nước mắm đâu? Đúng rồi, Việt Nam mình gọi là thế đấy. Chưa trứng luộc dầm nước mắm đấy. Thôi, ăn Tây tí nó gọi là salad trứng thêm nước mắm rồi. Tao thương một mày suốt ngày ăn trứng hấp. Nên hôm nay mới nghĩ ra cái món mới. Mới làm gì nữa, đúng không? Con đi ăn đi, con ăn đi. Đây, mày dầm trứng đi, tao phải cơm. Nhưng mà suốt ngày ăn cơm mấy trứng này to tóp hết người. Cuối tháng mà mày chịu khó tí đi. Tao tự nhiên mày thèm món thịt cáo. Tao cũng thế. Bây giờ tao thèm một nồi canh cá mẹ tao nấu quá. Thế nên xem mày có canh gì không? Có, nhưng mà mày lắm liều hay không thôi. Lắm liều, liều. Tao cách. Chờ ngày hôm qua, tình yêu ấy mơ như nhạt ngà. Bỗng trong hoa cơn gió quay về đây. Tìm lại ngày bên nhau vừa bên nỗi đau. Này Tiến đừng quên một ngào yêu thương đã trao. Và nỗi nhớ vẫn luôn ra sao. Chúng vẫn còn luôn bao đêm. Và anh vẫn biết nơi kia xa xôi. Tình yêu ấy vẫn luôn trong tim. Đành vui trôi năm tháng xem như vô. Mày thấy ấy, như thế này có liều quá không? Thật ra thì theo sự nghĩ của tao ấy, thì có hơi liều thật. Nhưng mà bọn mày thèm chất tanh còn gì. Ao rộng thế này ấy, bác chủ nhà nói không biết đâu. Nhưng mà mày có biết câu không đấy? Mày nghĩ tao là ai? Hơn 20 năm ở quê, đúng không? Vẫn 10 năm mà tao đi luyện tắt ao với bố tao rồi. Kinh nghiệm đầy mình. Ôi mà cái đất này kìa, cái đất này kìa. Sao lên. Cái này phải từ từ. Từ từ phải làm chuyên nghiệp. Thì nó cá mới ăn được. Nó bắt đầu bỏ lại. Câu cá chuyên nghiệp nhỉ? Cái này chỉ là tai nạn thôi. Thôi để các tao câu lại lần nữa cho mày xem nhá. Đấy, tao nghĩ lần này sẽ được cá to đấy. Mày cứ yên tâm, mày cứ chơi tao đi. Mà xong mày thấy thằng Dũng dạo này nó si đa lắm không? Cứ suốt ngày nó ôm cái Tiên rồi ngồi. Tao chẳng biết tại sao nữa. Mà đây đâu phải cái ảnh. Đây nó vẽ cái hình gì ấy. Thằng này nó si tỉnh quá. Suốt ngày nó cũng ôm cái hình thế. Cộng cho nó lắm. Mày nghĩ xem có cách gì giúp nó không? Thì nó cứ ôm cái hình đấy. Rồi nó nghĩ đến cái Tiên. Thì làm sao nó quên đi cái Tiên được. Thế thôi dẹp mẹ cái hình đó đi. Trời, thằng bạn đông đụt của tôi hôm nay có sự thông minh đấy nhở. Tao mà lại. Nhưng mà là sao nhỉ? Thế thì bây giờ nghĩ cách làm sao là lấy đi cái hình của nó đi. Cất đi, vứt đi. Nhưng mà nó suốt ngày nó cứ ôm khư thế thì làm sao mà lấy được? Mày nghĩ cách đi, có cách gì không? Hiện tại tao chưa nghĩ ra. Nhưng mà mày có ngửi thấy cái mùi gì tôi thối không? Mày nói tao mới thấy. Sao? Sao mình ngửi ngay cái đống phân chó này?
thằng điên này. Mà tự nhiên thấy cái đống phân chó này lại cười. Thì tao cười hơi nhạt rồi. Này thằng điên này, tự nhiên thấy cái đống phân chó này lại cười. Tao vừa nghĩ ra một cách để lấy được cái tấm ảnh của thằng Dũng rồi. Cái gì? Làm luôn đi. Ờ, đi. Ê, thương mình nhá. Gọi đi. Đúng rồi. Gì? Mày ra giúp bọn tao với. Ừ. Tao với đâu đi. Vừa cầu trộm con cá to lắm. To lắm, 2 cân đấy. Nên là bây giờ mày phải chắc đấy, đi giúp đi. Bây giờ ấy, mày vô giúp bọn tao đi. Thế bây giờ vô như nào? Thì bây giờ mày vào cất cái bức ảnh này đi. Ừ. Sau đấy ra đây rồi là tao với đông chỉ cần nâng lên phát là mày chộp thôi. Đúng rồi. Đi. Chiều can, chiều có canh can ngon lắm. Thôi vâng, chó đi. Thôi để em giúp các anh nhá. Ô, cô em vào sắm xinh đẹp à? Cái này không được đâu. Thằng Dũng, anh đang nhờ Dũng rồi mà. Ừ. Thôi, anh Dũng đang bận mà. Để em giúp các anh cho. Ở quê em hay bắt cá lắm ạ. Không được đâu. Sao lại không được à? Để em giúp các anh nhá. Thôi thì em có lòng, bọn anh có dạ vậy. Bây giờ bọn anh đếm 1, 2, 3 thì em chụp ngay nhé, con cá chạy mất đấy. Đếm đi không? 1, 2, 3. Nhìn vào tìm như tìm bò, sờ vào tìm như tìm trò, phụ riêng kéo theo hình bò. Được đúng không? Ừ. Dũng nó cứ ôm khư cái tấm đấy. Giật mãi không được. Cá mình. Tao cũng đang đau đầu hết cả đây. Không hiểu sao nó lại cứ ôm cái bức ảnh đấy nhỉ. Mà thôi, phải để tao nghĩ thêm cách nữa được. Vậy là cuối cùng chúng ta đã thành công. Đã lấy được cái bức ảnh này. Bức hình vẽ. Ừ, thế bây giờ làm thế nào? Thì theo tao nghĩ ấy, theo sự nghiên cứu của tao ấy, là phải đốt đi. Rồi lấy cái tro ấy, thả trôi sông.
Như thế mới cuốn được cái hình ảnh của người yêu cũ của thằng Dũng nó đi được. Mày hiểu không? Nhưng mình làm gì có sông đâu. Không có sông thì ao này, ao rộng này cơ mà. Bây giờ mình ném cho ao là nó cũng trôi được hay mà. Thôi, chuyển khai đi. Ừ, chuyển đi. Đốt nha. Đốt đi. Hay mật đi. Em cứ đi đi, hãy cứ xa anh và đừng ngắm đi. Anh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Đang vui mà không bật bài vui đi không? Ừ đi. Vậy cũng là đã xong rồi. Hy vọng là sau lần này thằng Dũng nó quên được cái tiên nhỉ. Hy vọng là vậy. Mà tao không hiểu sao ấy, bọn anh trai si tình thật ấy. Đã là thằng đàn ông ấy thì đừng có nên si tình quá. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Đời này thiếu gì gái đâu, đúng không? Không yêu con này thì yêu con khác. Sao đấy? Tự nhiên lại đụt ra đấy. Buồn á? Chuyện buồn á? Thế có gì nói đi, có gì tao giúp cho. Thôi, vừa đi vừa nói cũng được, có gì giúp tao. Hóa ra nỗi buồn của mày ở đây à? Sao tao tưởng mày thích em lớp tiếng Anh cơ mà? Thì đấy, em lớp tiếng Anh đấy. Lần trước tao nghe theo cách của mày đấy, xong bị em cho ăn tát. Đấy là mày nghiên cứu không sâu thôi. Thôi được rồi, tao sẽ bảo hành cho mày. Tao sẽ giúp mày. Như nào? Theo nghiên cứu của tao ấy, là em này nhìn rất là xinh, chảnh, mà nhìn rất là kiêu kỳ ấy. Kiểu này ấy, là mày phải tạo được ấn tượng trước với em ấy. Thì em ấy có cái nhìn thiện cảm và dễ để tiến tới những bước tiếp theo, mày hiểu không? Ừ, thế nhưng mà làm sao để tạo được ấn tượng? Làm sao để tạo được ấn tượng nhỉ? Làm sao để tạo được ấn tượng á? Ừ. Làm sao à? Linh! Tao có cách rồi! Linh à? Mà nhìn đấy, mày có phải là bạn tốt của bọn tao không? Ừ, phải. Bọn tao có đối xử tốt với mày không? Cũng không tốt lắm, mà cũng tạm công nhận. Thế mày giúp bọn tao chuyện đấy nhá. Không. Giúp đi, bạn bè tốt với nhau giúp tí đi. Không là không. Thế chiều nay tao cho thằng Đông mượn xe của tao, nó đưa mày đi bắt Pokemon thì thế nào? Mày nói các bước đi. Của con mày này. Tên Nhi, sinh năm 96, năm 3, thích trai Hàn, đi lượn phố, thích đi ăn đêm. Sao thích mấy cái thứ không thích chơi game? Sao chỉ có thế này thôi? Ừ, thì tao hỏi đến cái đoạn mà em không thích chơi game. Thế em lại chán quá. Thế những cái điều mà tao cần là
em ấy có người yêu chưa? Ừ. Tiêu chuẩn người yêu của em ấy như thế nào? Ừ. Và một số thông tin khác sao lại không có rồi? Quên. Quên mà được à? Đưa lại đi. Xin lại bọn tao đi. Thôi bây giờ mày vào xin lại cho tao đi. Thôi mà xin lại cho tao đi. Đi đi. Rồi tối tao rủ đi ra pet. Đi đi đi. Tối đi ra pet. Đi vào xin lại đi. Sướng nha. Em ấy chưa có người yêu. Sướng cái gì mà sướng? Mà nhìn lại này, tiêu chuẩn người yêu: đẹp trai, soái ca, phong độ, nhà giàu. Nhà giàu và đặc biệt biết chơi piano. Nói thật là tao thấy vụ này căng thật. Hay mày từ bỏ đi. Con gái giờ nhiều lắm mà. Nhưng mà thôi, bây giờ tao lỡ thích rồi, từ hoa làm sao được. Thôi mày nghĩ cách giúp tao đi. Thôi một chầu cà phê nhá. Vấn đề ở đây không phải là một chầu cà phê. Vấn đề ở đây là tao không biết giúp mày như thế nào cả. Mày nhìn lại mày đi. Mày mà đẹp trai ý, thì trâu nó cũng biết nói tiếng người. Mày mà giờ giàu ấy thì không phải hôm nào phải ăn trứng hấp, đúng không? Rồi xoáy ca cái nỗi gì nữa. Xem lại bản thân mình đi. Tao nghĩ việc này ấy, mày nên nghỉ đi. Nghỉ nhá. Chuyển đối tượng khác. Nhưng mà mày chót yêu rồi gì? Ừ. Thôi được rồi, mấy cái tiêu chuẩn kia ấy thì có vẻ khó. Nhưng mà cái tiêu chuẩn mà đặc biệt biết chơi piano ấy, là tao nghĩ đều được đấy. Tao có thể được đấy. Như nào? Đi. Ôi, nhưng mà đi đâu đây? Thế mày không nghiên cứu sâu à? Em Nhi em ấy bảo ấy, là điều đặc biệt là phải biết chơi piano. Ừ. Đúng không? Em ấy nhấn mạnh là được biệt rồi, nên là cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Vì thế phải biết chơi piano. Nhưng mà tao có biết chơi piano đâu. Đúng rồi, mà không biết chơi piano ở ngoài thật. Mày biết đánh piano ấy, thì chó nó biết nói tiếng người, đúng không? Vì thế thật mình không chơi được thì bây giờ mình phải chơi ảo. Hả? Cái gì? Thật chơi thật mình không chơi được thì bây giờ mình phải chơi ảo. Tức là bây giờ nha, mày kiếm một piano, sau đấy là mày lấy máy ảnh mày điện thoại mày chụp lại, sau mình lấy là làm ảnh bìa ảnh avatar của Facebook. Mày có nhóm Facebook tiếng Anh với lại cái Nhi đúng chưa? Bây giờ mày đăng ảnh này rồi mày viết bài gì đấy liên quan đến piano mà tiếng Anh ấy, thì kiểu gì em ấy chẳng ấn tượng với mày. Chuyên nghiệp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà kiếm piano đâu? Thì tao biết là thế nên bây giờ tao mới dẫn mày đến đây. Đó. Không phải. Đây này, quán cà phê này này. Quán cà phê á? Ừ. Thôi, sao? Về đi. Hết tiền rồi. Tao thì tao hết tiền. Nhưng mà mày không đọc thông tin gì cả. Mày đúng là cái thằng mù thông tin. Thông tin gì? Cái quán này ấy, nó đang có chương trình khuyến mại giảm giá. Tức là bây giờ chỉ cần vào đấy á, mình chụp ảnh check in thôi. Mình đăng lên Facebook là kiểu gì mình được miễn phí một viên kem. Các loại kem luôn, dâu vani rồi là sô-cô-la các loại luôn. Check in. Ừ. Thế là được miễn phí kem. Đúng rồi, thông tin chính xác 100% luôn. Hay quá, thế đi luôn đi. Nhưng mà để tao gọi cho thằng Dũng đã. Gọi thằng Dũng á? Thế gọi nhanh đi. Alo, Dũng à? Đang làm gì đây? Qua đây ăn kem miễn phí đi. Cái quán Gattino ở cuối đường ngõ 48 đúng không? Ngõ 48 là ông Bửu ấy. Số 112 K6B ấy, ngõ 48 tạo ông Bửu ấy, ngay gần trường mình đấy. Không qua được á. Mày đang đi tìm bức tranh tiên á. Tranh đâu hình đấy. Bức hình mày vẽ tiên á. Được rồi. Thế thì mày tìm đi nhá. Tao nghĩ là nó cũng mày cũng tìm chấp ra rồi đấy nhỉ. Thế thôi nhá. Và tao đi ăn kem đây. Đi. Tìm cái gì đấy? Piano đâu? Nó trên tầng 2. Chúng ta là trên tầng 2 này.
tao bảo rồi kìa. Piano đấy, đẹp không? Ui xịn thế, đẹp đấy. Quá xịn. Ngon nhỉ? Ờ. Mày lấy ngay cái điện thoại ra đây, check in cái nào. Nhanh. Ừ, để tao. Mày phải tặng tư thế đi. Nào, chuẩn bị nhá. Chào anh ạ. Chào bạn. Các anh không gì ạ? Nghe nói ở đây đang có chương trình là check in tại quán ấy, được tặng một viên kem miễn phí phải không ạ? Vâng ạ. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 thì quán mình có chương trình miễn phí, đó chính là các anh mà check in tại đây sẽ được tặng một viên kem miễn phí ạ. Kem miễn phí. Thế thì bạn cho mình mỗi người một viên kem nhá. Sô cô la. Dâu. Con trai ăn dâu. Dâu. Một sô cô la một dâu nhá. Dạ vâng ạ, vậy thì các anh cứ cho anh check in ạ và em sẽ mang kem lên luôn ạ. Ok, thì vậy đó. Cảm ơn bạn nhá. Thôi. Ngồi lên. Không đặt, cái tay không đặt. Sao phải ngồi như tôi được không ấy? Ngồi như nào, ngồi xuống đi, đặt cái chân xuống. Ngồi xuống, không được. Ngồi lên đi, ngồi lên, ngồi lên. Ngồi như nào? Đấy. Ngồi lên, tao giống nghệ sĩ à? Trong ảnh như này nhìn giống phết đi. Lại kiểu thế. Thế này thì liệu anh Nhi em ấy có ấn tượng với tao không? Theo sự nghiên cứu của tao ấy thì em Nhi sẽ rất là ấn tượng với mày. Ở ngoài ấy mày đánh đàn như shit ấy, nhưng mà được cái lên ảnh ấy đẹp trai xoáy ca mãi. Tại vì trên đàn trên này ai nghe trên ảnh ai nghe thấy bao giờ đâu, đúng không? Đúng rồi, thấy ảnh thôi. Chụp hình đi, tắm nữa đi. 200 bước rồi ông nội ạ. Thôi thêm tí thôi. Gì đấy? Em Nhi mày thích kìa. Say mê khi mình vui, tìm một đường đến lối rơi lệ. Là thế khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù chẳng nữa cũng cảm thấy ấm áp rơi. Anh có chuyện buồn gì à? À Hảo à? Không, anh chả có chuyện buồn gì cả. Anh có sao đâu. Không có sao gì mà không sao. Em nhìn này em biết rồi nhá. Anh đừng có mà giấu em. À, thật mà, anh không sao thật mà. Mà hôm nay em không phải đi học à? Không ạ, hôm nay em được nghỉ thi. Đấy, em biết ngay mà. Thôi có chuyện gì kể cho em nghe đi. Thì đi mà, đi. Ừ, thế được rồi. Thế em đã bao giờ yêu một ai đó chưa? Yêu à? Chưa ạ. Mà yêu là gì hả anh? Giời, ngốc quá thôi. Bây giờ không biết yêu là gì mà đòi tâm sự với anh à? Kệ chứ. Mà anh trả lời câu hỏi của em đi. Yêu à? Yêu là mỗi khi rảnh em được nghĩ tới người ấy, lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ấy cười. Mỗi khi người ấy cười là cả thế giới này đứng lại, và thậm chí cả thế giới cũng có thể tối hẳn đi để một mình nụ cười ấy tỏa sáng cơ. Em hiểu không? Anh ơi, anh nghe bài hát mới nhất của Sơn Tùng có hay không ạ?
À, hay, hay. Nhìn cái cây mà, nào anh cũng thích cho mà xem. Ừ. Hay chưa đây, các anh sang nhà ăn cơm nhá. Ơ, nhưng mà sao lại tự nhiên lại mời bọn anh sang ăn cơm thế? Thì bọn em mới chuyển đến mà, nên mời các anh sang ăn cơm. Ừ, thế thì tốt quá rồi. Ơ, mà sao em cứ cầm cái bóng đèn nghịch nãy giờ thế? Hôm qua em đang bật đèn thì bị cháy anh ạ. Ờ, thế sao em không vứt cái bóng đèn đi, cầm trên tay làm gì? Bố em bảo bóng đèn cháy là do đứt dây tóc, nên là em sẽ đợi nó mọc tóc. Thắng nó vào. Mà thôi em về đây, chưa canh nhiều ghé qua nhá. Chụp thêm mấy tấm nữa đi. 200 bức giờ ông nội ạ. Thôi thêm tí thôi. Gì đấy? Tình yêu là thế, đôi khi là mình say. Thôi chết mẹ tao rồi. Như kìa. Ờ thì tao vừa nhắc mày còn gì nữa. Thế ý tao là bây giờ tao phải làm sao? À, công nhận mày chơi cái bản NM. Cái bản định mệnh của Beethoven hay nhờ. À, cái đấy bình thường thôi. Tao nghe nói mày còn biết chơi cả Sô Đất cả Ánh Trăng với lại cái gì mà bản giao hưởng số 1 đến số 9 đúng không? À, cái đấy cũng bình thường thôi. Cái đấy tao được học đàn từ bé rồi mà. Nên là mấy cái đấy bình thường lắm. À mà cái đàn nó quán này đẹp hết nhỉ? Ừ, đẹp mà. Đúng không? Ừ, đúng không? Sao mà đánh được? Ô, anh đâu anh Đức này? Thế em biết hai đứa bọn anh à? Vâng ạ, em vừa cùng phòng trọ với Hảo này. Hảo nó kể bọn anh nhiều lắm. Mà em toàn đi học với cả đi ra sư nữa nên về muộn. Bọn anh không biết em là đúng rồi. Chào em. Chào em. À mà anh đâu biết đánh piano ạ? À thì anh cũng biết một tí mà. Thằng này nó khiêm tốn đấy em ạ. Thằng này nó đánh piano từ nhỏ, đánh chuyên nghiệp lắm ý. Thế á? Thế anh đánh em nghe một bài đi ạ. Còn em thích nghe piano nên hay đến Campino này lắm. À, thế thì bọn em đợi anh một tí nhá. Chờ thôi đây này. Thì thú nhận với em ấy là mình không biết đánh đi. Không được, thế mất mặt lắm. Hay mày nghĩ cách gì giúp tao đi. Thôi mày năn nỉ nhá. Tao có một cách, chỉ cách này thôi. Xin chào hai cô gái xinh đẹp. Đáp ứng yêu cầu của hai bạn, chúng tôi xin gửi tới hai bạn một bài hát, một nhạc phẩm có tên là Ngày Xưa Em Đến, qua phần thể hiện của nghệ sĩ piano Đông Đụt Đông Violon, và phần hát có đệm kèm của tôi là Đức Giáo Sư. Nhạc phẩm xin được phép bắt đầu. Ngày xưa em đến như một cơn gió, dẫn cho tình yêu với ngàn lời hứa, rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng im đêm hạnh phúc vừa qua thật nhanh không kịp tay với, giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Không biết mai đến đây khi bước trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đâu về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng kia thật lâu, hình bóng em giờ đâu, một ngào vẫn đắm sâu mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng nhớ về anh thôi người nhé, tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa. Yêu là cùng nhau trong tay.
trò gì đấy? Mày hại đời tao rồi đấy. Tao muốn thấy đâu, đấy là do mày đen thôi. Sao bây giờ mày đổ lỗi tao? Đen cái gì? Tất cả là tại mày đã bày ra cái trò cà phê này. Thế thì bây giờ nhá, có khó khăn gì đừng bảo bố mày giúp mày nữa. Bố còn nhớ những gì mày nói nhá. Nhớ thì nhớ. Mẹ tức quá, quên đừng về. Ngồi vào đi, ngồi đây nha. Ngồi vào, ngồi sát. Giời. Nào, bây giờ có chuyện gì thì nói đi sao nào. Nói ra đi xem nào, có cái chuyện ba chuyện của con không nói ra, anh em ở nhau bao nhiêu lâu không nói ra giải quyết làm sao? Thì tại cái thằng Đức này này. Bây giờ nó nhận lời giúp tao tán em Nhi mà cuối cùng em Nhi lại ghét tao. Thì thằng Đức sai rồi. Bây giờ thằng Đông nó thích con Nhi. Bây giờ mày làm sao cho con Nhi nó ghét thằng Đông thì nó tán làm sao được nữa. Nhưng mày phải hiểu ấy, là thằng Đông nó năn nỉ tao và tao đã giúp nó rồi. Nhưng do là số nó nhọ, số nó đen thôi. Chứ thực lòng tao không muốn thế đâu. Vậy thì thằng Đông sai rồi. Bây giờ mày năn nỉ nhờ nó giúp rồi thì có chuyện gì mày phải chịu trách nhiệm chứ, sao lại đổ hết đầu nó như thế. Nhưng mà nó giúp nó cần có tấm sao? Giúp cái gì mà như đánh giá mọi người. Đấy, vậy thì mày sai rồi. Bây giờ mày giúp thì mày phải cố gắng giúp cho nó thành công chứ, mày giúp cho tới nơi tới chốn chứ. Bây giờ lại giúp thế bao giờ ấy. Nhưng mày phải hiểu ấy, mày phải tin tao là tao giúp nó 100% sức lực rồi. Nhưng mà tất cả do nó đen thôi. Do mày giúp chị Đà ấy. Do mày đen ấy. Tao nghĩ chuyện này ấy, là do Hoàng Đông. Đúng rồi, do Hoàng Đông. Mày biết cái gì mày im mẹ đi. Sao? Thế bây giờ mày có biết là ai là cái người lấy hình cái hình tiên mà vứt đem đi đốt không? Thằng Đức đấy, mày tính cho nó đi. Nhưng mà mày nghe tao nói đã. Thằng này là chính là châm lửa cái bật lửa nó đốt chứ không phải là tao. Tao chỉ là muốn cái nhiệm vụ đấy thôi. Nhưng mà thằng này là khơi nguồn ra đấy đốt đấy. Sao đâu. Ôi giời ơi, có cái ảnh chứ có cái gì đâu. Mà bây giờ mình đốt đi thì mình quên người cũ đi có gì đâu. Đấy, thực ra tao biết chúng mày nghĩ cho tao nên mình đốt cái ảnh ấy đi. Chứ có cái gì đâu đúng không? Tao ấy náy lắm ý. Thực ra thì tao cũng biết là chúng mày tốt với tao. Nên là tao có chuẩn bị một món quà chúng mày. Đấy, thì ngồi đây chờ tí nha để lấy quà. Ok không? Có gì đâu sai không? Sai em sai được, ngồi đấy. Nó bị làm sao không? Nó thất tình quá đâm ra thế ạ? Sao nó còn biết trước nhưng mà cái quà nhỉ? Ôi! Lại thêm một em hậu đậu như yến giò. Sao con gái bây giờ toàn thế này hả mày? Vấn đề này tao cần phải nghiên cứu thêm rồi ạ. Tức là chúng ta chưa về.